Thân ái chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học hè lớp 1 lên lớp 2 của trang web olm.vn Trước khi đến với kiến thức mới của tuần này, chúng mình cùng làm bài tập sau đây. Cô có các phép cộng, phép trừ theo hàng ngang và hàng dọc. Chúng mình hãy tính. Hoàn toàn chính xác. 35 cộng với 12 sẽ bằng 47. 59 trừ 8 bằng 51. Ở phía dưới các phép tính đặt tính rồi tính, chúng ta sẽ trừ lần lượt từ phải qua trái. 8 trừ 5 bằng 3 viết 3, 4 trừ 2 bằng 2 viết 2, như vậy kết quả là 23. Giống như thế, phép cộng này có kết quả là 68 và phép cộng này có kết quả là 94. Ở trong các phép cộng và phép trừ này, chúng ta đã biết 47 là kết quả và 35 cộng 12 là phép tính. Cũng giống như thế, 51 là kết quả và 59 trừ 8 là phép tính. Ngoài ra, từng số 35, 12, 47, 59, 8 và 51 đều có tên gọi khác. Tên gọi đó là gì? Cô cho mình sẽ cùng tìm hiểu các thành phần của phép cộng và phép trừ. Đầu tiên, cô nói về phép cộng. Cô có một phép cộng là 21 cộng với 15 bằng 36. Thế thì khi đó, 21 và 15 được gọi là số hạng. 21 và 15 được gọi là số hạng. Còn 36 sẽ được gọi là tổng. Tổng. Như vậy các con sẽ thấy rằng trong phép cộng thì các số hạng sẽ cộng với nhau và được kết quả là tổng. Ngoài ra người ta cũng nói 21 cộng 15 là một tổng. Như vậy, các con sẽ nhớ rằng số hạng cộng với số hạng sẽ bằng tổng và đây chính là các thành phần trong phép cộng. Dựa vào đây, chúng mình cùng xác định thành phần trong hai phép cộng dưới đây. Cô khen các con, ta có ngay 3 và 55 là các số hạng, 58 là tổng. Ở phép tính phía dưới thì 62 và 17 là các số hạng. Còn 79 là tổng. Chúng mình đã nhớ chưa nào? Số hạng cộng với số hạng sẽ bằng tổng. Vậy đối với phép trừ thì sao? Cô có phép trừ 48 trừ đi 34 bằng 14. Thì khi đó, 48 được gọi là số bị trừ. Các con chú ý, số đứng đằng trước dấu trừ sẽ là số bị trừ. Số đứng đằng sau dấu trừ hay là số 34 chính là số trừ và 14 được gọi là hiệu. Số bị trừ, số trừ và hiệu. Chúng ta cũng gọi 48 trừ đi 34 là một hiệu. Như vậy, các con phải nhớ về các thành phần của phép trừ như sau. Số bị trừ trừ đi số trừ sẽ bằng hiệu. Cô nhắc lại, số bị trừ là số đứng đằng trước dấu trừ. Số trừ là số đứng đằng sau dấu trừ. Chúng mình cùng nhớ về các thành phần của phép trừ thông qua bài tập sau đây. Hãy xác định thành phần của hai phép trừ này. Hoàn toàn chính xác, chúng ta có ngay là 88 là số bị trừ, 35 là số trừ và 53 là hiệu. Ở phép tính phía dưới thì 38 là số bị trừ, 7 là số trừ và 31 là hiệu như vậy trong tuần này cô huyền đã giới thiệu tới các con về thành phần của phép cộng và phép trừ chúng mình phải nhớ phép cộng có số hạng và tổng phép trừ có số bị trừ số trừ và hiệu sau khi xem xong video bài giảng chúng mình hãy làm phần luyện tập cũng như phiếu bài tập mà cô đã đưa cô cảm ơn các con và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo của lm vn